trước khi nói kể cho mọi người một tí về cái chuyện cái vui là ở đây lớn nhất đúng không? Xin chị nhá. À còn ai? Có ai già hơn mà anh cũng anh đúng rồi đấy. Cho chị luôn nha. À, đêm qua chị có mơ một giấc mơ rất là ngắn gọn. Thì không biết là sao ở trong cái nhà cái khu ấy nó cũng hơi có tối, thì giống như là Tết mừng hay che một cái cành cành lộc ấy, thế xong rồi bắn nó đi, mọi người đi chơi đi du lịch gì đấy, xong nó lại quay lại cái nhà đấy, mà nó nhà đấy nó cũng hơi có tối cả, thì tự nhiên nó mình mới nhìn lên trên cái cành ấy, nó treo lá nó dài khoảng như này, cái bắt đầu mới nhìn kỹ lại á thì lá héo rất là nhiều, nhưng trong đấy là những cái mầm non nó bắt đầu nó xanh nhất, nó nhảy lên, có những cái bông hoa nhỏ xíu màu tím rất là đẹp. Thì cái giấc mơ đó làm cho buổi sáng chị cảm thấy rất là phấn chấn, thấy xúc động, tại vì thông thường chị Hoàng là người rất nhạy cảm, thường là nhìn được trước một vài cái điều quan trọng để suy diễn từ giấc mơ. Thì cái giấc mơ đơn giản nó chỉ là từ suy nghĩ của mình thôi, những cái lo lắng hay là những cái mong muốn. Thế nhưng mà có nhiều cái giấc mơ thì mình lo lắng kiểu khác, nhưng mà đến tối hôm qua thì tự nhiên nó lại mơ như vậy. Một giấc mơ những bông hoa nó nhỏ nhỏ, nó rất là trong lành. Thì sáng dậy mình mỉm cười, mình thấy rằng là sắp có lẽ là mọi thứ sẽ tươi đầy, tươi tốt lại, sẽ nở hoa, và nở hoa rất là xinh xắn và nhẹ nhàng, chứ không phải một cái gì nó đỏ rực. Thành ra là cái sự hy vọng nó vẫn đang từ từ nó đi lên, chứ nó không đặt một cái kỳ vọng là phải một bông hoa gì to. Thì đấy cũng là một cái điểm mà hy vọng rằng là chị muốn chia sẻ những điều đấy với mọi người, là chị có niềm tin như vậy, thì mong mọi người cũng sẽ cùng có cái niềm tin đó, và bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta có gần như gọi là có một cuộc sống mới, trong công việc thì gọi là cuộc sống mới. Thì quay trở lại vấn đề của sát, thì điều đầu tiên đó là cảm ơn Phúc, cảm ơn Will, cảm ơn Trang và tất cả các team, chị nhiều bên lắm, chị ủng hộ. Thì cảm ơn team bên SCB, KPMG trước, tại vì mọi người đã rất là nhiệt tình từ suốt tháng 6 đến tháng 9 năm 2018, rồi cộng thêm 6 tháng nữa, thì cũng chính tháng 3 năm ngoái á, là mình ký hợp đồng để kick off dự án. Thì như ngày 19 tháng 3 thì hôm nay cũng đâu đó xem là 1 năm, tuy nhiên là dự án sát của mình sẽ bắt đầu tính từ tháng 6, tại vì sau cái assessment rồi qua cái chiến lược của Trang, thì nếu mà để tính từ tháng 6 đến giờ thì là mình mất là 8 tháng để chuẩn bị cái dự án sát. Và ngày hôm nay là cái kết quả mà chúng ta đã cố gắng trong suốt 8 tháng đó, chị chưa đã có thành quả, nhưng mà là kết quả của sự nỗ lực. Thì cảm ơn KP đã rất nhiệt tình trước. Rồi điều đầu tiên cảm ơn về phía công ty là cảm ơn chị Trang. Mọi người cũng nhìn thấy, không ai là không nhìn thấy sự nỗ lực của Trang. Và rất mong mỏi mọi người, đấy là một cái mà chúng ta mình nhìn vào để chúng ta thấy, không phải nhìn chị Hoài. Đến Hoài thì Hoài cũng không phải là hoa mắt mọi người để khỏi nhìn. Thì mà chị Trang thôi, thì để mọi người thấy rằng là tại sao, xin lỗi chị nói từ này, tại sao cũng là một nhân viên đi làm và cùng đi lên như thế, và đến bây giờ chị lại biết quá nhiều việc như thế để mà chị làm được ban dự án. Mà ngày xưa KPMG không tin điều này, và buộc là mong muốn ADC phải đi tuyển một cái người PM. Đó thì Hòa mới nói rằng là cái người PM đó thì có thể là có những cái skill về quản lý, nhưng mà để hiểu được cái chiều sâu của nội bộ thì chỉ có người nội bộ mới làm được thôi. Thế thì cuối cùng là chị Trang cũng không phải là trưởng ban dự án, là hỗ trợ là phó thôi, nhưng cuối cùng mình cũng có người thì coi như chị thì ôm. Thì cái ý ở đây chị Hoàng mới nói rằng là khi chúng ta thấy việc và chúng ta biết là chúng ta có khả năng làm thì chúng ta ôm, chúng ta làm, chứ đừng chờ người khác ra lệnh cho mình, cũng như đừng hy vọng là coi như là hay là đừng tránh né trách nhiệm. Mọi người hiểu ý không ạ? Có nghĩa là nếu như ông xây dựng quốc tế mà ông thấy bên nội địa còn thiếu quá, mà ông cũng biết bán hàng thì ông sẽ nhảy vô. Hoặc là ông xây nội địa mà ông học master bằng Anh Quốc chẳng hạn, thì bên xây quốc tế thiếu người thì ông sẽ nhảy vô. Thì đấy là những cái mà chị rất mong muốn và công ty rất mong muốn như vậy. Nó giống như là chị hỗ trợ bọn em bất cứ một phần nào cũng như thế. Thì thành ra công ty rất mong muốn là mình sẽ có những người mà tự mình nhìn thấy là mình cần phải làm gì và đóng góp gì cho công ty, không cần phải ai đòi hỏi mình.
thì đầu tiên là cảm ơn và thứ hai là xin lỗi Trang. Chị la Trang rất nhiều, nhưng mà đúng là la á, chứ không la là còn sao nữa, còn chậm nữa. Thế thì xin lỗi, còn những người khác không xin lỗi. Thì nói gì thì nói, về phía nhà máy á, thì cũng rất nỗ lực, bạn Quỳnh rồi bạn Hùng là những cái rõ nhất. Còn tất cả thì phải thẳng kê xong nó lựa bài kia. Tôi ngủ với nó mãi hay mà tôi ngủ luôn. Mấy hôm nay tôi nghe nhiều quá. Thì có gì em? Thì chị không thể nói hết tên, nhưng mà chị đang nói team. Thì những cái người như là những người mà nổi cộm trong cái team, trong cái team đó. Về phía sản xuất thì nhàn hơn, nhưng mà về phía cơ khí thì cũng đã hơn bên team của hãng rất là nhiều, vì mấy bạn mới. Tuy là mới nhưng mà các bạn hiểu việc và các bạn hỗ trợ cho hãng rất nhiều, bởi vì riêng cái data của bên PM là còn nhiều hơn cả data của bên sản xuất. Về phía phòng kinh doanh ấy, thì cũng cảm ơn các bạn. Bên kinh doanh quốc tế thì có bạn Phong, bạn Tài, Huy Sương, và bên này thì là bạn Nguyễn Tấn Tương về sự gia nhập sau của Tuấn. Rằng phòng nhân sự rất là sung sướng. Phòng kế toán cũng không quá áp lực. Đáng lý mình giảm chặt công việc làm từ đầu thì nó không quá áp lực, tại vì nó là kết quả đổ vào của các bộ phận khác. Tuy nhiên thì là do mình cứ gấp gáp cái thời gian sau nên là các bạn có vẻ là rất cực. Thế nhưng mà cũng hy vọng đây là một cái điểm rất giúp kinh nghiệm cho mọi người, là nếu mọi người làm việc có logic và mọi người sắp xếp thứ tự ưu tiên từ A đến Z thì nó sẽ không bị dồn cục và không bị thừa cái sức mình bỏ ra nhiều quá như vậy. Cái sức đến bây giờ chỉ mong muốn bọn em và cả ban dự án thì nhận lại là chúng ta đang bị dư gần như 50% công sức cho vấn đề SCT. Thì bọn em nhớ sau này không nên như vậy trong công việc nữa. Mình làm, mình không kế hoạch, mình sẽ không có bị dư như vậy. Thay vì thời gian dư đấy, mình sẽ làm được rất nhiều việc khác có ý nghĩa. Nhưng quan trọng là chuyện quá khứ không nói nữa, nhưng mà hiện tại, tương lai ấy, là bọn em phải nhìn thấy cái thời gian dư này để thấy rằng là do mình không sắp xếp nên mình đã bị lãng phí. Mong muốn điều đó. Em hiểu không ạ? Rồi và thiếu sót cảm ơn ai nhỉ? Cảm ơn bên nhân marketing. Rồi cảm ơn ai nữa? Không, các bạn thì dưới nhà máy thì chung chung rồi. Data thì khổ nhất là bạn Quỳnh với bạn Quỳnh thôi, nhưng mà sẽ xử lý. Rồi mua hàng quay nữa, bạn Hưng. Thảo, nhưng mà không cũng phải nói như thế, tất cả những bạn nào là nhân sự mới trong công ty mà làm việc được tích cực và thậm chí tích cực hơn những người cũ thì phải đứng hàng trước. Mà đáp cam thì rú rú đằng sau lưng đáng trách, nhưng mà cũng cảm ơn, cũng có cố gắng, nhưng mà phải rút kinh nghiệm và làm khẩn trương lên trong cái thời gian kế tiếp. Thì đấy, thì công bằng mà nói là chị sẽ cảm ơn những người nào và nhắc nhở những người nào, và đặc biệt là ban dự án cần phải hiểu sâu hiểu rộng hơn tí nữa và cương quyết hơn. Đi bỏ cảm ơn được rồi. Thank you again all. Mình dám bỏ thời gian, mình dám bỏ tiền bạc, mình dám sử dụng những người giỏi để tư vấn. Thì đó là một cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Chứ bọn em đừng nghĩ rằng là chị Hòa thích nổi tiếng hay chị Hòa thích thế. No. Bọn em sẽ nhìn thấy trong 1-2 năm tới. Nếu như mình vận hành cái SAP thật tốt và mình tận dụng những cái tư vấn của bên KP. Các anh chị không phải là người trong ruột mình đi ra, nhưng người ta đứng ngoài thông thường không thái hơn những người trong cuộc. Trong cuộc hay bị bố và hay tự đại tự cao. Thế nên là một lần nữa chị kêu gọi là dự án sát này sẽ được làm một cách nỗ lực hết sức. Thứ hai là
sau một tháng nữa mọi thứ tạm ổn thì bắt đầu mọi người sẽ phải quay trở lại cái chiến lược 100. Chứ các anh chị đừng nghĩ rằng là cứ 12.600 đấy là của chị Ngoại. Không có, của anh chị từ thống nhất trong cái ngày 14, 15, 16 tháng 5. Nhớ đi không? Nhớ ngày luôn. Các ba cái ngày một số đó là mọi người đồng ý ra con số đó. Có nghĩa là chị Hòa gợi ý nhưng mọi người đồng ý. Đấy, thì như vậy là sao? Chúng ta phải sử dụng và phải tận dụng cái SCP này ngay từ bây giờ để chúng ta nhìn được cái số liệu, chúng ta phân tích để chúng ta thấy được những cái gì chúng ta cần phải. Chứ không một cái gì nó không liên quan nhau cả. Cái gì nó cũng liên quan với nhau rất là mật thiết. Thì chị hy vọng rằng là tất cả các bộ phận, từ đầu tiên là mua hàng, xin lỗi, bán hàng, xong rồi xuống kế hoạch, xong ra mua hàng, ra nhập kho, ra kế toán, tất tần tật chúng ta được thao tác một cách hết sức nỗ lực. Mà em đừng kỳ vọng vào sát là thánh, tất cả cũng do chúng ta. Thì chi tiết thì một lát sẽ nhờ chị Linh để đánh ra được mọi người, chứ không có thời gian để nói. Nhưng chị chỉ có nói như vậy là tất cả chúng ta đều phải rất cẩn trọng bắt đầu từ ngày hôm nay, và mỗi ngày phải lên tiếng nó khó khăn không gì 8 năm trước được. Mọi người có sẵn sàng ready cho go live không ạ? Nhiều người hôm nay là cũng là lần đầu tiên gặp thì chắc cũng xin giới thiệu mình là Will Nguyễn, là phụ trách đại diện cái KPMG phụ trách cái dự án này. Thì trước khi có một vài lời thì chắc cũng đính chính lại cái câu hồi nãy chị Hòa nói là bây giờ là mới đầu KPMG, có nghĩa là lúc mà gặp chị Trang nghĩ là không có phù hợp, chứ là chưa có đủ như kinh nghiệm để mà làm PM, thì cái đó là đúng nó. Nhưng mà tại bên nay không biết quên một điều là nó có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của chị Hòa qua những cái câu chuyện mà chị phải la. Nếu mà biết mức độ la như vậy là rất là tự tin. Nhưng mà thì nói chung thì coi như là thật sự ra với những cái kết quả của những cái dự án như thế này, thật sự ra cũng không có một cái gì hơn ngoài thật sự cảm ơn đến với cả hai team. Team của ADC và team của KPMG, coi như là một cái dự án mà mình kéo dài coi như là 8 tháng đó. 8 tháng trong đó biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu là công sức của mọi người, mà nhất là thời gian gần go live, hoặc là coi như là làm ngày, làm đêm, coi như là thứ bảy, chủ nhật, coi như là bỏ việc gia đình riêng để mà đến với dự án. Đó là cái nỗ lực mà coi như là thực sự ra là phải ghi nhận rất là lớn. Thì bây giờ cũng một lần nữa cũng cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị ở hai bên để mà cùng làm việc với nhau, chịu đựng nhau để mà mình mới có được cái ngày Go Live ngày hôm nay. Thì riêng đối với coi như là ADC, coi như là hôm nay cũng là một cái ngày mới, coi như là một cái thay đổi mới của ADC, là mình sẽ bắt đầu áp dụng những cái như là chuẩn mực của thế giới, hay là của SAP, hay là của KPMG, để mà mình nâng tầm cái hiệu quả mặt hoạt động cũng như là quản trị của mình. Riêng với KPMG đây cũng là một cái dự án cũng như là cũng là mang cái tính chất rất là như là nhằm cái nền móng cho cái định hướng mới của KPMG, đó là cách đây có đâu vài năm, hay có đâu 2 năm thì KPMG có như là thông qua cái chương trình Next, là để giống như là có thể là cùng sát cánh với những cái doanh nghiệp ở vừa chứ không còn những doanh nghiệp lớn nữa, để mà cùng hỗ trợ, để mà cùng giống như là tăng trưởng với những doanh nghiệp này. Thì rất là hân hạnh có dịp biết được ADC qua chương trình đó, và tiếp tục với cái định hướng đó cũng là coi như là có thể nói là
xây dựng một cái chiến lược về mặt chi phí, về cái như là về chất lượng, về con người, về sự cam kết vẫn như vậy, nhưng mà vẫn là xây dựng về cái mặt chi phí để làm sao có thể là thực sự hỗ trợ với những doanh nghiệp đó đi luôn, đến như là đưa ra một cái sản phẩm gì đó mà có thể là mình thực sự là mình có thể là áp dụng vào trong doanh nghiệp. Thì hôm nay có thể nói là một trong những cái là ADC là coi như là một cái minh chứng cho cái sự đi đúng hướng đó của KPMG, và đối với KPMG đó là một cái điều rất là vinh dự. Và còn riêng với các bạn, các anh chị hồi nãy cũng mượn lời cho Hoàng nói mình đây, mình rất là trẻ, thì đối với các anh chị bên ADC thực sự ra mình có cơ hội mình làm việc khi mà trong một cái môi trường là tốt là một chuyện rồi, nhưng mà nếu mà mình có cơ hội mình tiếp cận những cái công nghệ mới để mà mình có thể có cơ hội trau dồi mình lên á, thì nó lại là một cái cơ hội rất là nhiều. Thật sự ra hàng ngày khi mà bên đây nhận được những cái CV á, thì tuy là từ nhân sự hay là từ kế toán hay là từ chuỗi cung ứng, người ta luôn luôn để lên là tôi thông thạo những cái công cụ nào trong công việc, luôn luôn là khi mà Oracle hay SAP hay Microsoft họ đều để lên trên hết, tại vì để chứng minh tôi đã có cái kinh nghiệm. Mình biết về chuyên môn là một chuyện, nhưng mà mình có kinh nghiệm thao tác trên cái nền tảng đó, nó làm cái giá trị từng của từng con người mình càng đẩy lên cao nữa. Đó thì bây giờ là cũng chia sẻ một vài lời nhân dịp mà hôm nay là cái ngày đầu tiên để mà mình go live. Thì chắc cũng quay lại một lần nữa cũng xin trân trọng cảm ơn các anh chị, các bạn bè ở hai bên đội ADC và KPMG đã nỗ lực hết mình trong thời gian qua. Dạ, xin cảm ơn. Từ bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng bất cứ một cái process, một cái ghi chép nào, cũng như là một cái nói chung là ghi chép nào, hoặc là để tạo hoặc là thảo mới đơn hàng, hay là ghi chép sản phẩm, hay là kế hoạch gì đấy tiếng Việt cũng như. Thì là quay từ bây giờ chúng ta sẽ không dùng gì nữa, mà chúng ta buộc phải dùng trên SAP. Nên là có nghĩa là go live, có nghĩa là bây giờ từ giờ trở đi là chúng ta sẽ sống thật trên cái này đúng không? Nên là công ty và bản thân chị quyết định rủi ro là không báo cáo trên hệ thống cũ nữa, để cho mọi người thấy rằng là mình dám chơi thì mình phải dám chịu. Nhưng mà nói đến chịu thì không ai thích, gọi là thích rủi ro cả, thích risk cả, nên là chúng ta phải cố gắng tuyệt đối. Sẽ có những sự hỗ trợ rất là trực tiếp cận kề, nhưng mà nhớ rằng là kể từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta đã sử dụng trên hệ thống mới, để các bạn thấy rằng là phải cần lo lắng và tập trung nhiều hơn, chứ không phải là mình vẫn sử dụng cái cũ. Thì đặc biệt là cái nhà máy mà em cần phải lưu ý thật nghiêm túc chỗ này. Vẫn có một cái điều phát hiện mới rất mới, là từ cái ngày dự án của KPMG về cái phút quay đường từ nước ngoài về là tiếng Việt giỏi rất nhiều. Chưa chung. Ok.